ghế massage Makano. Món quà từ tâm, nâng tầm sức khỏe. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Sáu ngày 23 tháng 9. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ ngày 11 tháng 10, dời 79 tuyến xe khách về bến xe miền Đông mới. Trăng gấm dài 2 mét bò vô sảnh trường học ở thành phố Hồ Chí Minh. Máy bay tóe lửa khi vừa cất cánh nhưng vẫn tiếp tục bay thêm 90 phút mới tiếp đất. Xe ben bốc cháy ngùn ngụt, quốc lộ 51 ùn tắc gần 5 km. Công an bắt người pha tương ớt với nước ngọt làm vũ khí cướp xe ôm công nghệ ở quận 12. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 23 tháng 9. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo 79 tuyến xe khách cố định sẽ được dời từ bến xe miền Đông cũ đến bến mới từ ngày 11 tháng 10. Theo ghi nhận, sau thời gian dài hoạt động, bến xe miền Đông mới vẫn ế ẩm. Do đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện tình trạng này, đồng thời đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải phương án chuyển toàn bộ các tuyến đang hoạt động tại bến xe miền Đông hiện hữu ra bến xe miền Đông mới giai đoạn 2. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý với điều chỉnh này. Cụ thể, 79 tuyến xe khách liên tỉnh cố định sẽ được dời từ bến xe miền Đông cũ qua bến xe miền Đông mới từ ngày 11 tháng 10. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận phối hợp thông báo, tuyên truyền di dời các tuyến hành khách liên tỉnh giai đoạn 2 để người dân được biết. Thượng tá Phạm Thành Trung, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An cho biết đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Long An và Công an huyện Đức Huệ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam lao động trái phép ở Campuchia từ đồn Công an biên giới Hữu Nghị Sơm Rông, ty Công an tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Việc tiếp nhận diễn ra vào tối 22 tháng 9. 34 người này gồm 28 nam và 6 nữ, trong đó chỉ có 28 người có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số còn lại không có. Sau đó, những người này đã được đưa về khu vực nhà chờ thuộc trạm biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để làm rõ thêm thông tin. Trong khi đó, tại Sơn La, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh cũng vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La giải cứu 3 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, vì tin lời người quen sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao, nên cả 3 người này đã xuất cảnh sang Campuchia. Tại đây, công việc chính là tìm kiếm và lôi kéo các khách hàng trên Facebook, Zalo nạp tiền vào các app trò chơi trên mạng. Mỗi ngày, họ phải làm việc với cường độ cao từ 17 đến 18 tiếng. Ngày 23 tháng 9, một xe ben đang chạy trên quốc lộ 51, đoạn qua huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến giao thông qua đây bị ùn ứ kéo dài. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực xã Phước Bình, huyện Long Thành. Một số người dân quanh đó dùng bình chữa cháy mini ứng cứu, nhưng lửa cháy quá lớn nên đành bất lực. Bước đầu nghi lửa xuất phát từ khu vực thùng xe, sau đó cháy lan lên cabin rồi bao trùm toàn bộ chiếc xe. Vụ cháy khiến giao thông trên quốc lộ 51 bị ùn tắc kéo dài. Đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh bằng hình thức thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ để cầm cố hoặc rao bán. Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa triệt phá. Đậu Đức Bằng, 31 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là đối tượng cầm đầu. Bằng cùng những người liên quan luôn tạo vỏ bọc là một doanh nhân trẻ, chuyên làm các dự án bất động sản lớn. Khi đã tạo được niềm tin, nhóm đối tượng này đã thuê xe ô tô tự lái. Sau đó làm giả các loại giấy tờ xe rồi cầm cố hoặc rao bán với giá rất rẻ, từ 150 đến 300 triệu đồng một xe. Với thủ đoạn trên, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, Bằng và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 27 vụ thuê xe rồi chiếm đoạt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa, thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đã thu hồi 22 xe ô tô các loại và tiếp tục điều tra mở rộng. Chiều ngày 23 tháng 9, đại diện Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và thu giữ số lượng lớn điện thoại di động hiệu iPhone 14 nghi nhập lậu. Theo nguồn tin, cùng ngày, đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ông Nguyễn Thái Hiệp mang một vali trên đường Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh. Tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính, lực lượng chức năng phát hiện 42 chiếc điện thoại di động iPhone 14 do nước ngoài sản xuất chưa qua sử dụng, không hóa đơn chứng từ, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt,
ước tính trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Một con trăn gấm dài khoảng 2 mét được phát hiện tại khu vực sảnh của trường Trung học phổ thông Dương Văn Thì, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên bảo vệ của trường đã bắt giao chi cục kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Nhân viên bảo vệ của trường cho biết, rạng sáng ngày 21 tháng 9, khi nghe chó sủa, đi kiểm tra thì phát hiện con trăn đang quấn quanh một cây cảnh ở khu vực sảnh của trường. Một số người đến hỗ trợ bắt con trăn, báo cho ban giám hiệu nhà trường. Chiều ngày 22 tháng 9, lực lượng kiểm lâm đã đến trường tiếp nhận con trăn. Bước đầu lực lượng kiểm lâm xác định đây là con trăn cái màu gấm, dài khoảng 2 mét, nặng khoảng 5 kg. Tên khoa học là Python reticulatus, nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Bảo vệ trường cho biết con trăn này từ bên ngoài bò vào trường. Phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Công an quận 12 tạm giữ Nguyễn Bình An, 27 tuổi, ngụ Tây Ninh về hành vi cướp tài sản. An chính là nghi phạm trong vụ dùng nước ngọt pha với tương ớt và dao đe dọa rồi cướp xe máy của tài xế xe ôm vào rạng sáng ngày 19 tháng 9. Qua đấu tranh, An khai lúc 0 giờ 25 phút ngày 19 tháng 9, An thuê xe ôm công nghệ do tài xế tên T, 30 tuổi, quê Bình Định chở, chạy từ quận Bình Tân đi quận 12 với giá cước 80.000 đồng. Khi đến một con hẻm trên đường Hiệp Thành 45, phường Hiệp Thành, quận 12, lợi dụng đường vắng, nghi phạm cầm chai chứa chất lỏng, nước ngọt pha tương ớt tạt vào mắt nạn nhân. Do cay mắt, tài xế T lao xe vào tường nhà dân, hai bên xô xát, lúc này An lấy dao đe dọa rồi cướp xe máy nạn nhân tẩu thoát. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 12 vào cuộc khẩn trương truy xét. Đến sáng ngày 22 tháng 9, các đơn vị trên đã bắt giữ được nghi phạm An tại tỉnh Trà Vinh, sau đó di lý về thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác điều tra. Ngày 23 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã dẫn giải đối tượng Nguyễn Quốc Vương, 31 tuổi, trú tại xã Erop, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk, về lại nhà để chỉ hiện trường vụ hiếp dâm cháu gái 11 tuổi. Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 5 năm 2021, do phải đi làm ăn xa, nên mẹ cháu gái đã sang gặp vợ của Vương và xin cho cháu đến ngủ nhờ vào buổi tối cùng con gái của Vương. Khoảng 22 giờ một ngày đầu tháng 5 năm 2021, khi cháu gái sang nhà để ngủ với con gái Vương thì bị Vương chặn lại ở cửa nhà, sau đó thực hiện hành vi đồi bại. Đến lần thứ ba, khi Vương đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái trong nhà tắm của gia đình thì vợ Vương phát hiện. Sau đó Vương đến công an xã đầu thú. Sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện Esup để điều tra, đến nay công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ bắt tạm giam Vương về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Sau nhiều tháng bị phía Malaysia bắt giữ với lý do vi phạm luật thủy sản của nước này, 37 người dân trên tàu câu mực Quảng Nam đã về nhà trong cảnh trắng tay. Theo ghi nhận, sáng ngày 23 tháng 9, ngôi nhà của ông Trần Văn Mạnh, 41 tuổi, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thuyền trưởng tàu QNA95005 kính người đến thăm hỏi động viên ông và những thuyền viên sau nhiều tháng bị giam giữ ở Malaysia. Tàu ông xuất bến vào ngày 25 tháng 4, hành nghề câu mực. Trên tàu có 42 người dân. Ngày 11 tháng 6, bị cảnh sát biển Malaysia bắt giữ vì cho rằng vi phạm luật thủy sản 1985 của nước này. Ngày 30 tháng 8, tòa án Kota Kinabalu Malaysia đưa vụ án ra xét xử, buộc ông nộp phạt hơn 900 triệu đồng. 36 người dân cũng bị phạt tiền. Tổng số tiền họ nộp phạt khoảng 5 tỷ đồng. Sau phiên tòa, họ đã nộp phạt nhưng phải chờ hơn 20 ngày mới được trả tự do về nước. Mất tiền nộp phạt, mất cả con tàu đầy ắp 30 tấn mực. Ông Mạnh như người mất hồn. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Chuyển sang những tin tức thế giới. Đáng chú ý với thông tin các quốc đảo ở Thái Bình Dương đang chìm dần. Đây là một báo động, nguyên nhân được cho là nước biển dâng cao. Thủ tướng đảo quốc Tuvalu, ông Karo Natano, mô tả mực nước biển dâng cao đã ảnh hưởng đến mọi thứ. Từ đất trồng trọt đến nhà cửa, đường xá và đường dây điện đều bị cuốn trôi. Ông nói chi phí kiếm sống trở nên quá sức chịu đựng, khiến các gia đình phải rời đi và bản thân quốc gia cũng sẽ biến mất. Thủ tướng Natano đang phải chạy đua để cứu quốc đảo nhỏ bé của mình khỏi bị chết đuối.
ông cho cải tạo đất để nâng cao mặt bằng đảo Tuvalu lên thêm 4-5 mét so với mực nước biển. Các quốc đảo sẽ lên kế hoạch toàn diện để kêu gọi quốc tế xây dựng và tài trợ cho các dự án thích ứng và chống chịu trước biến đổi khí hậu, giúp cộng đồng địa phương duy trì sinh kế, đồng thời bảo vệ kho lưu trữ sống động về văn hóa và di sản độc đáo của từng quốc đảo san hô ở Thái Bình Dương. Tại Brazil, một chiếc trực thăng chở quan chức đã bị rơi khi đang bay qua bang Minas Gerais vào ngày 21 tháng 9 vì vướng dây điện. Trong video, chiếc trực thăng chuẩn bị hạ cánh xuống một sân bóng ở thành phố Engenheiro, Caldas thì vô tình vướng phải đường dây điện cao thế. Vụ va chạm khiến đường dây điện tóe lửa, đồng thời chiếc máy bay chao đảo rồi lao xuống khu vực đầm lầy bên dưới. Cơ quan cứu hỏa cho biết đường dây điện bị đứt đã làm một đám cháy lan ra khắp khoảng đất quanh hiện trường. Nghị sĩ của bang Minas Gerais, Hercílio Diniz, người đang tham gia chiến dịch tranh cử, may mắn vẫn sống sót bước ra khỏi trực thăng. Trên mặt và quần áo của ông có nhiều vết máu. Trong khi đó, phó thị trưởng David Barroso, thư ký truyền thông Luciano Viana và phi công cũng bị thương. Cả bốn nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện thành phố Governador Valadares để điều trị. Cơ quan hàng không dân dụng quốc gia Brazil cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn thuộc đội máy bay do Rotofly Taxi Aéreo, một công ty taxi hàng không địa phương sở hữu. Tờ Globo đưa tin, công ty này khẳng định đã thực hiện việc bảo trì cần thiết cho chiếc trực thăng. Sáng ngày 22 tháng 9, một chuyến bay của United Airlines xuất phát từ New York, Mỹ đến São Paulo, Brazil, buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Newport Liberty. Đoạn video được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, ghi lại hình ảnh chiếc Boeing 777-200 khi vừa cất cánh đã phát ra các tia lửa từ thân máy bay. Trang web hàng không FlightAware cho biết máy bay đã gặp các vấn đề về hệ thống thủy lực nên phi công buộc phải xin hạ cánh khẩn cấp. Tuy nhiên, phi công sau đó đã điều khiển máy bay bay nhiều vòng trên Đại Tây Dương để tiêu hao bớt nhiên liệu, giảm nguy cơ cháy nổ. Sau đó, chiếc Boeing 777-200 đã quay trở lại tiếp đất an toàn xuống sân bay Newport Liberty sau khoảng 90 phút trên không. Hiện cơ quan quản lý hàng không đang điều tra vụ việc. Tại Trung Quốc, vụ va chạm giữa hai xe ben trên cầu đã khiến nhiều người dân xung quanh phải hoảng sợ bỏ chạy. Theo đó, một chiếc xe tải chở dầu silicon đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tải khác đang lưu thông trên cầu. Vụ việc khiến dầu silicon bị chảy ra ngoài và bốc cháy. Ngọn lửa cùng với đám khói đen dày đã khiến nhiều người dân gần đó phải bỏ chạy. Theo trang New Flare, vụ va chạm được xảy ra vào ngày 21 tháng 9 tại tỉnh An Huy, Trung Quốc, khiến một người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được chính quyền điều tra. Hình ảnh ghi lại cảnh đại bàng vàng săn một con sơn dương Chamois trẻ trên dãy núi Arnpin, công viên quốc gia Grand Paradiso tại Italy. Trong lúc sơn dương Chamois đứng sát vách đá, đại bàng vàng lao xuống quắp lấy con mồi. Bạn đời của đại bàng cũng bay gần đó để hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng đứng trước rủi ro lớn khi săn sơn dương vì nếu gãy cánh có thể sẽ chết. Những con sơn dương này nặng gấp 10 lần đại bàng. Cách săn của đại bàng là mang sơn dương lên cao rồi thả xuống vách đá. Hôm nay, diễn biến thời tiết đáng chú ý ở các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo từ ngày 23 tháng 9 đến sáng ngày 25 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Hà Nội, từ ngày 23 tháng 9 đến sáng ngày 25 tháng 9, có nơi cũng mưa to, lượng mưa từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Trong khi đó, ngày và đêm 23 tháng 9, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Mưa dông tập trung vào thời gian chiều và tối, cảnh báo mưa to đến rất to ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, mưa vừa, mưa to ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Thừa Thiên Huế, có khả năng kéo dài đến hết ngày 25 tháng 9. Mưa dông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trong nhiều ngày tới.
Bản tin 30 giây nóng đến đây xin phép được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi. Bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả các nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi đến từ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghế massage Makano, món quà từ tâm nâng tầm sức khỏe.